mình. Thì tôi rất là, mình rất là, mình đây cũng nhiều buổi phết rồi nên mình rất là vui vẻ, rất là vui được giới thiệu đến hôm nay có hai vị khách mời rất đặc biệt. Anh em mình là những người đã quá đặc biệt rồi, nhưng mà ở đây chỉ có hai vị khách mời rất đặc biệt là anh Dines từ show Độ Lai Sang để có về buổi trình bày hôm nay. Chúng ta có một tràng vỗ tay để chào mừng anh Dines đến Việt Nam. We welcome you to Vietnam. Thank you. And hôm nay cũng có một cái vị khách đặc biệt nữa, và anh cũng rất vui khi mà mời được anh Cường. Anh Cường là người nổi tiếng ở mức độ mà hầu như là đến hôm nay mọi người mới biết, nhưng mà người rất nổi tiếng vì anh là một chuyên gia về IT, IT infrastructure library, chuyên gia IT đầu tiên của Việt Nam. Thì hôm nay với hai diễn giả này là chúng ta có một cái buổi tối là hầu như những người giỏi nhất ở Việt Nam mà liên quan đó về ITIL đã có mặt trong văn phòng này. Thì ban đầu tôi xin mời anh Dines lên, anh sẽ có một bài phát biểu, một bài trình bày của anh ấy. Anh ấy sẽ nói bằng tiếng Anh, và trong cái môi trường phát triển bây giờ, quốc tế bây giờ, thì anh em dù muốn hay không thì cũng cần phải nghe tiếng Anh chứ sẽ không có phiên dịch. Tuy nhiên cái bài trình bày này sẽ được gửi lại anh em sau, và một bản bằng tiếng Anh và một bản tiếng Việt. Bây giờ chúng ta sẽ mời anh Dines lên bắt đầu một cái buổi trao đổi nhé, meet up, trao đổi trò chuyện nhé, chứ không có gì this Mr. Dines, I have to have your presentation now.